Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai chiếc điện thoại giá rẻ của Nokia. Đó chính là Nokia Asha 500 Dual SIM và Asha 503 Dual SIM. Đặc điểm chung của hai chiếc điện thoại này là đều là sản phẩm chạy hệ điều hành Asha 1.2, có kích thước và một số đặc điểm khác cũng khá giống nhau. Tuy nhiên, nhìn ở trên chiếc hộp thì các bạn có thể thấy là camera 5 megapixel và đèn flash được trang bị trên 503, còn Asha 500 thì độ phân giải của camera chỉ có 2 megapixel. Nokia Asha 503 được trang bị 3G, còn Nokia Asha 500 thì không. Cả hai sản phẩm đều được tích hợp Wi-Fi và một số ứng dụng xã hội thông dụng. Và đây là chiếc máy Nokia Asha 500 của chúng ta. Ở bên trong là sách hướng dẫn, tai nghe, bộ sạc, dây cáp micro USB và pin 1200mAh. Phụ kiện của Asha 503 cũng tương tự như 500, cũng có sách hướng dẫn, bộ sạc, dây cáp micro USB, tai nghe và pin 1200mAh. Cả hai máy đều mang màu sắc trẻ trung và có lớp vỏ nhựa trong suốt bao quanh máy. Kích thước cũng khá là nhỏ gọn khi các bạn cầm ở trên tay. Phía trên là cổng audio 3.5 và cổng micro USB. Cạnh bên trái thì không có phím nào cả. Còn cạnh ở bên phải là nút điều chỉnh âm lượng và nút nguồn. Ở phía dưới là phím cảm ứng, phím back. Giao diện của Asha cũng khá là thân thiện. Cả hai sản phẩm của chúng ta đều tích hợp những ứng dụng phổ biến như Facebook, Twitter và một số trò chơi khác được hỗ trợ sẵn ở trong máy. Các bạn có thể download thêm một số ứng dụng khác nữa ở trong cửa hàng. Và bây giờ mình sẽ thử chụp hình bằng Asha 503. Thì các bạn chỉ cần chạm màn hình để chụp. Máy cũng khá là nhạy, hình ảnh cũng khá rõ nét với camera 5.0. Và đây là một clip có sẵn ở trong máy. Với màn hình 3 inch thì Nokia Asha 503 cũng cho hình ảnh rõ nét và sáng. So với màn hình 2.8 inch của Asha 500 cũng không có nhiều sự khác biệt. Khả năng lướt web cũng khá nhanh so với giá thành của máy, và tuy nhiên màn hình nhỏ nhưng mà các bạn cũng có thể thực hiện thao tác trên bàn phím cũng khá là dễ dàng. Một số đặc điểm khác biệt nữa giữa Asha 500 và 503 ta có thể thấy khi mà chúng ta mở nắp máy thì Asha 500 và 503 đều được hỗ trợ 2 SIM. Nhưng với Nokia Asha 503 các bạn sẽ được tặng theo kèm thẻ nhớ 4GB. Ngoài ra các bạn có thể thấy microphone của Asha 500 nằm ở phía ngay mặt trước của máy luôn. Còn Asha 503 thì các bạn có thể thấy microphone nằm ở dưới cạnh máy. Nhìn chung đây là hai sản phẩm giá rẻ của Nokia, đều tích hợp những tính năng thông dụng và khá là đầy đủ. Nokia Asha 500 và Nokia Asha 503 có nhiều màu sắc để cho các bạn lựa chọn như màu đen, màu trắng, màu vàng và màu đỏ. Hiện sản phẩm đang có hàng tại Mai Nguyên. Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm, các bạn hãy truy cập vào website mainguyen.vn. Xin cảm ơn các bạn.